hàng mà, đi đâu về anh mặc giống học sinh vậy hả? Học sinh hả? Học sinh mà dạng phụ huynh hay gì hả? Con nhớ bạn em bị bệnh, em đi qua bển Thanh Thâm đó. Bệnh, cái... Nó bạn bị bệnh hả? Ủa? Bệnh gì hả? Nó nổi cái gì ở trên đây nè, nó nổi cái gì lúc đầu em thấy có chút xíu xíu hả? Ừ. Cái tự nhiên cái bây giờ em thấy nó đang lan lan dài một ra luôn. Nổi hộp nước có mũ không? Ồ, nó nói nước với dòng dòng. Nổi ngay ngực luôn hả? Ủa, ngay đây luôn, ngay dẫn nó qua anh tháng cả là hết rồi, thiệt luôn á. Vậy hả? Ừ, nắm được bự không? Bự, cái hộp cũ lắm nó lên. Không, anh hỏi cái ngực bự hơn gà chứ không phải hộp bự không? Bự ba, ba hai trái bưởi gì đó. Dạ, dẫn qua đây. Mấy cái đó bị về rồi. Ủa, cái đó bị về hả? Ừ, ta nó bị về leo á. Ui, em thấy rộng một xíu à, nè. Là nó mặn đỏ đỏ lên. Rồi xong ở trong nó có hộp gì nè, rồi cái trong có hộp có mũ. Đúng rồi. Nó hơi ngứa. Nó hơi ngứa nhưng mà đụng vô nó ghét nha, nó nói với em á. Nó lan vòng 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 hoài cái đó mà tắm hoặc gì đó là đụng nước đi. Nó nhảy càng nhảy lớn. Cái đó nó hành bị sốt luôn nha. Ừ. Nó ghét á, cái em thấy vậy cái em mua thuốc cho nó sức rồi nhưng mà không ghét đâu. Không, cái đó đừng có đụng vô nha, đụng vô nó lay em á. Chị hả? Ừ, rửa tay đi, đụng lay á. Hôm gà em qua bển luôn á. Hình như mới có hôm qua. Ờ đúng rồi, mới có hôm qua này chứ. Bây giờ nó bự nhiều chưa? Em thấy nó không dài một cùi nhưng mà em thấy nó kỳ kỳ sao á, nó nói nó ngứa nhưng mà nó không dám gãi. Dạ. Có cái gì sức không trời? Cái này là anh có cái cách phán. Em biết ngày xưa người ta có vụ mà cái phán mà sưng hàm heo không? Biết. Ừ đó, người ta phán bị rồi trong đời phán được luôn. Một lần á. Ừ, một đời người có bị lầm. Đúng rồi đó. Còn bị dời leo là bị hoài à. Có nghĩa là cái mùa mà mùa nấm được nè. Thì chắc nó mặc đồ mặc gì á, ngực nội á, nên cái nó mới là bị. Cái đó hả? Bị hầm lưng, hầm gì đó, thường thường ta nổi lưng, nổi ngực, nổi đủ chỗ, không muốn nổi đâu nổi à. Trong khi nổi mép miệng đó nè. Em tưởng là nó tay nó không mà anh về đâu, tự nhiên nổi nha Thiên á. Rồi cái này anh chỉ em có cách phán, phán hay lắm luôn. Ủa, vậy hả? Có, anh chỉ em là một cái cách phán với là hai cái thứ sức thuốc sức. Ừ. Không có cần chạm mua, không có tốn tiền đâu. Cái này chờ dời phán cái là nó có nghĩa là người ta phán, người ta dục lốt nhà rồi, là có miếng nó khô là nó khô à. Ừ. Mẹo gian gian. Ừ, mẹo gian gian, em qua ngồi đi, anh chỉ cho. Hay ừ. Trời, tưởng cái vụ gì chứ bá vụ đó anh làm được. Trời, bữa nay anh sẽ chỉ em làm thầy. Trời ơi. Là sao vậy? Hả? Để em chỉ cho hai cách nha. À, đại gia đình ơi, thì mình ở đây á là mình có biết được có hai cái cách mà chị giờ rất là hay, rất là hiệu quả luôn. Đại đình mình đã áp dụng trên bản thân của mình rồi, thì đã rất là nhiều lần anh bị và làm hết, và anh làm cho người ta hết luôn, chứ không phải là bị nữa. Thì cái mà anh nói là cái giờ cái đó là bị giờ leo. Giờ leo hả? Cái đó lên lên chị sớm mà... không chị sớm nó rất là ngứa, rồi ngứa gác khó chịu lắm. Đúng rồi, khi là nó sẽ bị sốt luôn nữa. Ý, vậy ha. Nhưng mà chắc trời nóng nực mới nổi ha. Đúng rồi, những trời mà lúc tháng hạn tháng này nè. Thì người ta nổi rất là nhiều. Thì cái cách của mình á là chị là theo phương thức nhân gian. Đó chính là em biết cái này là cái gì không? Cái này cái đọt chuối non hả? Ừ. Đại đình á là nhà mình á là kiếm một cái đọt chuối non. Đây, cắt khoảng một khúc như thế này đây. Cắt khoảng trên đầu nè. Lấy đọt chuối non á mà nó chưa có nở ra nha. Chưa nở phải không? Lấy cái lá thôi. Đó. Xong mình sẽ bành ra đây, đây là như là một cái thánh chỉ hay là chiếu chỉ vậy đó. Thấy không? Bành ra. Bành ra làm gì anh? Hả? Đây là cái cách phán dời nha. Cái cách phán dời. Đó, bành ra em dĩ đi, rồi xong mình mới kiếm một cái cây gì đó, cây sống dừa hoặc cái gì cũng được. Làm gì cái đó, là cái cây làm gì để làm gì anh? Viết chữ thôi, không có gì hết trơn á. Chữ hả? Cây gì cũng được, có cái cây là được à. Cái này gọi là phán ha. Nhưng mà cái này nè, anh chỉ em nè, là chỉ cái chữ viết nha. Có nghĩa là mình á, mình viết chữ mình đừng cho cái người mà thí dụ anh làm cho em thì anh sẽ không cho em biết là chữ này là anh viết chữ gì. Vậy là phải giấu không? Giấu. Em hiểu rồi, em đó, hiểu rồi. Là cái phán, tại vì em thấy ngày xưa thường thường người ta phán cho người này người nọ, ta không có cho trong đây đúng coi rồi, viết cái gì rồi. Đâu. Với lại người ta không cho nói tên. Ừ. Thường thường là không có cho nói tên. Đúng rồi, không có nói cho nói tên dời, tại vì nói càng nói nó càng lây. Vậy nha. Ừ. Ngộn ha.
nè, ở ở trên đây đó là mình sẽ ghi là thí dụ em là tên gì thì em sẽ ghi cái tên đó. Thí dụ là em là cái em làm cho người ta thì em hỏi tên ta tên gì thì em ghi vô. Đúng rồi, đúng là rồi. Ngô Thị Trúc Ly phải không? Là ghi vô phải không? Ngô Thị Trúc Ly là ghi tên Ngô Thị Trúc Ly phải không? Sao nữa? Rồi em quẹt một cái. Gạch ngang cái ghi chữ sống vô. Sống hả? Sống, tại mình là người sống mà. Đúng rồi sống à? Sống, đó. À, ghi vậy thôi phải không? Rồi, gì nữa? Không, còn mà mép bên đây nè. Là tại vì nó phân ra hai mép. Là mép bên đây là mình. Còn mình mép bên đây là con dời. Con dời hả? Ừ, mình ghi con dời vô. Con dời. Dời gạch cái đột chỉ, cái này giống như là cái thánh chỉ nha. Con dời nè, gạch cái à, ghi chữ chết. Chết hả? Em hiểu rồi, là cho nó chết đó phải không? Cho chết đó. Rồi xong cái nè, xong cái quấn này lại nè, nó buộc gạch quấn lại rồi đem nó này nè, đem lên dục lên nóc nhà. Nhà to nhà gì cũng được. Rồi cứ dục lên nóc trà là trên nó chừng nào mà cái lá này nè khô là cái vết cái dời ăn á, dời leo á nó cũng khô luôn. Vậy hả? Trời gì? Thấy không? Đơn giản không? Đơn giản. Nhớ chữ nha, là mình sẽ hỏi tên người ta coi người ta tên gì. Thì tên mình ghi á là cái tên người đó vô rồi mình gạch một cái. Rồi ghi chữ sống. Rồi ở dưới á là ghi chữ con dời. Chết. Gạch một cái, chết. Rồi cái mình dục lóc nhà là chừng nào khô cái miếng tàu lá chuối nào khô á là cái vết đó là sẽ khô là sẽ được là gì là được không phải không anh? Đúng rồi, rất rất là đơn giản không đó. Nha, còn cái cách này nè, cái cách này thì nó hơi lâu không còn một cái cách anh chỉ cho luôn là cách thứ hai là cách này nhân gian thì nói thì không biết người ta mọi người đại gia đình mình có tin là nó có thật hay không, nhưng mà thứ nhất á là mình phải có lòng tin thì bệnh nó mới mau hết. Không đâu, em thấy nhiều khi người ta làm là có nghĩa là đi phán là người ta phán vậy đó. Mấy anh bài dạy xưa nhất mấy anh bài dạy xưa nghe chỉ rất là hay á. Anh phán cho người ta là phán vậy không á. Vậy nha. Còn cái cách thứ hai ha, đây đình đó chính là mình dùng cái trái chuối hộp á. Trái chuối hộp hay là trái chuối tứ thường cũng được nữa. Trái chuối hộp thì nó hay hơn. Là dùng cái mũ trên cái trái chuối á, cắt cái đầu trái chuối ra. Có mũ á, cái chấm chấm lên nó cũng là hết đơn giản nha. Nhưng mà anh có anh thường thường á thì anh bị á thì anh làm theo cách này là hết, chắc ăn 100% sẽ hết. Là tự nhiên bấm này là hết rồi phải không? Không, cái này chưa, cái này cũng hết, nhưng mà có một cái này nè hết không để lại thẹo luôn. Rất hay. Nhưng mà tại vì á ngực á bị trên ngực á nên bảo vệ cái bộ ngực đó. Không, đem qua đi anh làm cho anh chấm là hết trơn à thầy cô. Để chiều kêu qua. Chiều kêu qua đi. Đó cho anh chỉ em cách thứ hai luôn nè. Đó chính là em biết cái cây này cây gì không? Cái này giống cây môn hay là bạc hà? Cây môn hả? Cây môn ngứa. Môn ngứa hả? Đụng vô ngứa hết bà luôn. Không. Cách thứ hai là mình dùng một cái cây môn ngứa như thế này đây. Ở dưới sông hoặc là gì đó. Hay em có. Biết nè, cái này cặp mấy sông gì không? Cặp mấy sông hoặc là mấy dũng nước chúng này đó thì nó hay có cây môn ngứa nè. Thì mình đem về. Mình cắt cây nè. Xong nè mình lấy mình bóp nè. Bóp nè, có nước cây vậy hả? Nè mình nè, thấy không? Ủa cái này là lấy độc trị độc á anh, tại cái kia nó cũng bị ngứa. Đúng rồi, cái này lấy độc trị độc. Nè em bóp nhẹ nhẹ vô rồi không? Nè em thấy nè, thấy nè nước ra nè. Không? Đúng rồi. Nè em lấy cái này nè. Em mới tha lên ngực đó. Tha luôn nguyên một cái giáp, một cái chỗ vòng. Ví dụ là bị cái khu mạch tuần hoàn đây em sẽ tha nguyên một vòng nữa nè. Là không cho nó ra phải không? Cho bít hết lại. Tha từ đầu vô cho nó bít hết lại, có nếu mà tha cho nó hết mũ á thì mình cắt thêm khúc nữa. Mình lấy ra lần cái khúc tiếp theo mình tha tiếp, tha một dòng gì đó phải không? Tại vì mong ngứa nè đem vô nè là nó sẽ đã lắm, nó sẽ tưng tưng ngay chỗ này là có ngay chỗ giờ ăn nó rất là ngứa, đưa này vô nó sẽ hết ngứa rồi. Lấy độc chị độc. Em hiểu rồi. Là xong á là nó khô lại rồi nó chóc mấy miếng nó ra là không bao giờ để lại thẹo luôn. Anh là tay là trước là anh bị hoài luôn nè. Tay với ngay tới chỗ ngực nè, ngay chỗ này nè. Đúng tại rồi. Vì ngồi nóng lực á đã bị cầm vô chấm vô cứ chấm vô chấm chừng hai lần thôi là sẽ hết. Nhiều hả? Em thấy nhiều bạn em bị có mỏ đó nè. Cứ chấm vô không có sao hết trơn. Cái miệng nè chấm vô là nó sẽ hết.
Đại Định ơi, thế mà nếu mà hai cái cách chị giờ của mình nè, Đại Định thấy cái cách nào mà hữu ích á thì Đại Định nên làm. Nhưng mà cái cách bằng môn này mình bảo đảm với Đại Định nè là sẽ chắc ăn 100% hết. Tại mình đã thử lên rất là nhiều người rồi. Với Phán nè, anh cũng Phán rất là nhiều người rồi. Vậy hả? Vậy thôi. Được rồi, em chạy về em làm cho nó mới được. Rồi, với em cầm máy này đi. Nhưng mà em phải cắt cái lá chuối này phải không? Với cái này phải không? Vậy em cho em khúc này đi. Anh cho em khúc này nào. Rồi em đi em lấy cái khúc lá chuối khác. Nhớ ghi nha. Rồi, em biết rồi. Tên nó, gạch, xong con dời, sống. Còn giờ ở dưới là con dời, gạch, để chết. Nhưng mà không cho nó biết là mình ghi cái gì trong đây nha. Rồi, biết rồi. Biết là không có hiệu nghiệm. Em đi làm thầy cho nó mới được. Rồi, em đi làm thầy cho nó đi. Rồi, cảm làm liền đi. Em đi kiếm cái lọc chuối mới được. Tôi có hết không thì em chụp hình cái ngực lại cho anh coi nha. Tại vì cái gì cái ngực thì anh cũng khoái chị lắm.